Tập 11. Làm ăn càng lúc càng lớn. Chẳng đáng kể gì. Năm xưa tôi ở Giang Nam á, quy chứng Tam Giang chứ gì. Chỉ tiếc là chuyện năm xưa rồi, anh hùng vô dụng. Đành chịu thôi. Quá khứ thì chỉ có thể nhớ lại thôi. Bà chủ à, bà cho giá đi. Ừ. Ê, các huynh không cần phải coi kỹ như vậy đâu. Số châu báu này cho tôi cướp của một tên tham quan đó. Cô có biết thế nào là cướp bóc hay không? Nó y như là kê biên tài sản vậy. Tất cả mọi thứ trong nhà có thể lấy được, tháo dỡ được, tôi đều không chừa. Như vậy mới đã chứ hả? Bao nhiêu? Nói, không muốn đoán. Chấn Tam Giang tôi chỉ thích số 3 thôi. 330.000 lượng bạc. Còn thế sao? Tính tiền. Trời ơi, một cẩm thạch trắng do thành tay lão Tô Ký sản xuất, giá trị 3 lượng bạc. Nhẫn phỉ thúy xanh, Thành Nam Trương Nhị sản xuất, 2 lượng 8. Trâm tóc 3 cây Giang Nam Lục Ký, 4 lượng 12 món. Mua 24 món tính tiền 20 món. Được rồi. Chứng Tam Giang, làm ăn phải thật thà. Vậy bà chủ nói đi, số hàng này cô trả bao nhiêu? 30.000 lượng à? Thôi được. 3.000 lượng. Giá này hơi thấp đó. Huynh đệ chúng tôi phải đổi bằng mạng sống đó nha. 300 lượng. Không bán thì thôi. Cô hiếp người quá đáng đó. Thiếu sa trưởng. Có chuyện gì từ từ nói ha. Bà lượm lại bỏ vô hộp đi. Chúng ta bước ra giang hồ làm ăn chỉ vì tiền thôi mà. Không nên nổi giận. Không nên nổi giận ha. Bà chủ à, 300 lượng thì hơi ít một chút. Chúng tôi có tới mấy chục người. Cô kêu chúng tôi ăn chia như thế nào đây? Cô làm như vậy là hẹp hòi cho chúng tôi. Huynh tự xem lại đi, thật giả lẫn lộn. Bán hay không bán? Được, vậy tôi làm theo ý cô. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen nhau. Muốn giở trò à? Động tay động chân. Đi. Bà chủ à, một mình cô sống trong căn nhà, kể cả ma cũng không đến ủng hộ, có buồn không vậy? Vả lại lượng khách của cô cũng đâu có đông đâu. Có đắt hay không không mắc mớ đến huynh. Không có gì. Tôi chỉ quan tâm bà chủ thôi. Chỉ quan tâm người đẹp xinh đẹp như hoa thôi. Huynh biết thương hoa tiết ngọc, dịu dàng chu đáo. Ê, đương nhiên rồi. Bà chủ, cô làm như là sao? Có chuyện gì từ từ nói, sao lại động dao động thớt? Tôi bực mình, không thích nghe. Bà hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Nhẹ tay thôi. Thật ra tôi muốn giới thiệu mối làm ăn cho cô. Nói. Chuyện là vậy. Tôi đó, tôi thấy chỗ này ế ẩm không có khách. Cô là đàn bà con gái, không dễ phát triển đâu. Tôi thấy có một vụ làm ăn chỉ lời chứ không lỗ. Tiếp tục. Hàng tôi đã mang đến đây rồi, tôi có thể bán rẻ lại cho cô. Xem hàng. Dẫn vào đây. Dạ. Dạ. Đây, 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 mang lên. Đây. Đây, đây, đây. Mang lên. Ý là sao? Bà chủ à, tuy chỗ này hơi quan vắng, nhưng có đồ tốt người ta sẽ đánh hơi được. Cô mua lại mấy cô này lo tiếp khách, có thể giải buồn. Nếu như khách hàng có nhu cầu á, như chị có thể
Cô vẫn không hiểu ý của tôi sao? Đàn ông đi xa, ai cũng sợ trên đường đi không có ai hầu. Có mấy nàng xinh đẹp như vậy để hầu hạ hả? Đây ra. Tôi chỉ bán 30 lượng thôi. Chiến tâm dặn. Ý kiến của tôi hay phải không? Tôi sẽ đổi tên dùm tiệm của cô luôn hả? Lấy tên Phùng Xuân Cát đi hả? Đại mạc Phùng Xuân nghe hay không? Ra tay. Buôn bán phụ nữ, giết các người, để lại cho họ một con đường sống. Bà chủ, bà nhớ đó, tôi sẽ quay lại đây để trả thù. Tôi thấy cũng vậy thôi. Sao lại đánh giá như vậy? Quên nhìn bộ dạng của họ xem. Hồng Bảo Thạch 34 rẻ lắm cũng 400 lượng. Hà Điền Phỉ Thúy rẻ lắm cũng 300 lượng. Ngọc Bội Hán Bạch Ngọc rẻ lắm cũng trị giá 600 lượng. 600 lượng. Làm xong vố này chúng ta có thể giải nghệ được rồi. Tôi có thể về quê lấy vợ rồi. Giải nghệ lấy vợ? Có dư tiền tôi cho các cậu hay, nên để dành là đúng nhất đó. Lấy vợ à? Đàn bà hại người, hiểu không? Nhưng làm xong vụ này có thể nghỉ ngơi. Bà chủ à, vậy tôi ra tay nha. Đợi đã. Thuốc gì? Sao hôi quá vậy? Đây là thuốc mê gia truyền của gia đình tôi. Chó cọp ăn và cũng phải ngủ 3 ngày. Thường ngày tôi tiếc không chịu dùng. Hôm nay tôi gặp nhiều khách hàng lớn như vậy, cho nên tôi không tiếc của mang ra đầu tư. Không. Bà chủ, bà chủ. Bọn người ngoài kia toàn là cao thủ, dễ xảy ra chuyện. Tôi có thể bỏ thêm ớt bán mùi. Hay đó. Họ sẽ nghi ngờ. Làm sao đây? Không cần bỏ nhiều, ít thôi. Bà chủ à, nếu vậy tôi sợ là họ đều là cao thủ, không ai không thể đánh mời thì sao? Mơ mơ màng màng đủ rồi. À, sau đó chờ đến ban đêm chúng ta thổi mê hương vào trong phòng của họ. Hai trời ơi, các vị khách quan, mì ăn nóng cho ngon, mỗi người một tô. Mời, cứ tự nhiên. Nè, các vị tự nhiên nha. Vì khách quan này muốn cô không cần nói gì cả. Nhà xí phía sau cửa đó. Đúng rồi, bà chủ à, tối nay tôi trở lại đây nha. Cô có bao nhiêu phòng á, chúng tôi thuê bấy nhiêu phòng. Lát nữa người của chúng tôi sẽ đến đây. Tôi chịu hết nổi rồi, không nói với cô nữa. Các vị quân gia cứ ngồi tự nhiên. Mời. Nè, xin mời. Mời. Bà chủ, người đó là ai vậy? Đúng như câu không mở hàng thì thôi, mở hàng bằng 10 năm đó. Các vị quân gia, các vị chờ một lát, mau rót trà đi. Có ngay. Tôi đi chuẩn bị phòng cho quý ngài ha. Tôi đi sắp xếp nha. Chờ tôi một lát.
Giàu to rồi. Ê, vừa rồi tôi chỉ tính sơ sơ thôi. Ở ngoài đó có tổng cộng là 18 người. Ngoài trừ 4 con cừu non kia không tính, những quân gia còn lại người nào ít nhất cũng có 8 đến 10 lượng. À đúng rồi, còn có cô bé đó nữa. Trên người cô ấy có bông tai vòng cẩm thạch. Không có rẻ tiền đâu nha. Tinh mắt lắm. À, bà chủ, theo cô nghĩ tại sao hôm nay thần tài cứ liên tục vào khách điếm của chúng ta vậy? Hả? Tôi nghĩ không hẳn toàn bộ đều là thần tài. Quỳnh để ý người sau cùng trên lầu xem có giống thần tài không. Hả? Quỳnh nói tên lưng gù đó hả? Không phải chỉ có riêng hắn đâu. Vừa rồi lẻn trong hàng ngũ binh sĩ có một người mình mẩy hôi hám lắm. Hôi hám? Lưng gù? Đuổi đi, đi vào kho củi. Bà chủ à, cô đúng là người có lòng từ thiện đó. Tối nay nấu một nồi. Những người đó là quân gia, nếu chúng ta sáp trận với họ liệu có gặp rắc rối không? Đây là phú quý hiểm trung cầu. Trên đời này lấy đâu ra chuyện vừa lợi tiền vừa dễ làm không cần mạo hiểm. Đã là làm ăn tất nhiên phải táo bạo rồi. Phía trước sợ sói, sau lưng sợ cọp, sao làm ăn lớn được. Bà chủ à, xưa nay tôi đều cảm thấy bà nói chuyện rất có lý, nhưng lần này tôi cảm thấy tôi đúng. Bà thử nghĩ xem, dân không đánh đấu với quan, giả lại bà cũng nghe thấy lát nữa còn có người đến đây, họ có mấy chục người, chúng ta chỉ có bà thôi, liệu có có cách. Có cách hả? Du quan giá quạ rồi bắt quả tang, tàn sát lẫn nhau, ngư ông đắc lợi. Lưng guồng, đuổi đi. Thật là vô lý. Hắn đâu? Chẳng lẽ hắn không có tiền trả cho nên bỏ đi không? Đã trả tiền trước rồi. Nè, người núp phía sau cửa làm gì vậy? Náo nhiệt quá ha. Tìm tôi có chuyện gì? Chuyện là vậy. Hôm nay tiệm của chúng tôi có rất đông khách trọ, cho nên chúng tôi không đủ phòng, muốn kêu quên đổi phòng khác. Được được được. Ê, tránh ra. Xin lỗi, tôi không muốn đâu, tôi không muốn. Tiếp tục. Khách quan à, quên có thể thông cảm cho chúng tôi không vậy? Tôi đã trả tiền rồi. Tôi không quen ở chung phòng với người khác đâu. Cậu yên tâm đi, không ai muốn ngủ chung với cá mắm đâu. Cô nói đúng. Hả? Bộ các vị muốn đuổi tôi đi sao? Khách quan yên tâm, chúng tôi làm ăn mà, xem khách hàng là cha mẹ. Ý của bà chủ là chẳng hay khách quan có thể dọn qua phòng khác hay không? Được. Được, không thành vấn đề. Nhưng xưa nay tôi đều thích yên tĩnh, tôi không thích người khác quấy rầy đâu. Bảo đảm yên tĩnh. Được, chỗ nào vậy? Nói. Bà chủ à, bà là chủ tiệm, bà nói hay hơn, giả lại lời nói của bà có giá trị hơn. Cậu có phải là khó diễn tả thành lời cho nên mấy vị đúng hiểu lý lẽ lắm. Hay là vậy đi, vậy chúng ta đi xem là được rồi. Phong Lôi, đưa hắn đi. Tôi à? Quỳnh đó. Không sao không sao, con người của tôi dễ dãi lắm. Đại ca mời. Được mời bên đây. Được. Đi hướng này. Nhanh lên. Trời ơi, sao mà thúi quá vậy? Hình như là nhà xí á. Nhà xí. Kho củi á phải xây kế bên nhà xí. Hả? Như vậy mới tốt. Ban đêm thức dậy đi nhà xí, không cần đi xa. Không may bị chột bụng hay gì đó cũng không sợ chậm trễ. Nhưng khi không sao lại chồng bóng. Như vậy cũng tốt ha. Tại vì mũi quấy nhạy lắm, hôi một chút cũng có lợi đó. Khách quan, Quỳnh vừa nói có lợi. Có lợi gì vậy? Nói chuyện dư hơi không à? Không có. Đi. Hướng này. Chịu quá. Dạ bên đây. Nè, hai người kia mà đứng lại đi. Hả?
cô ấy kêu Huynh kìa. Kêu Huynh đó. Bên đây mà. Nè. Trời ơi. Cậu muốn chết sao? Tôi dám sàm sỡ với bổn cô nương hả? Cô nương à, đây là chỗ làm ăn của chúng tôi. Cô muốn đánh thì ra ngoài giùm cái đi. Cô thấy đó, trong đây còn nhiều khách trọ khác, ảnh hưởng đến người ta không tốt đâu. Tôi không cần biết, tôi phải đánh chết hắn. Cho người chết, cho người chết, cho người chết nè. Tôi đánh cho người chết, cho người chết. Nè nè cho nè, người nè, chết nè. Xin lỗi người ta đi. Cô nương, chuyện lớn quá nhỏ, có được không? Hả? Cô làm gì vậy? Cô nương, xin lỗi, có được chưa? Xin lỗi như vậy đâu. Cô nói cô có ơn với Quỳnh ấy kia mà. Bây giờ Quỳnh ấy không chỉ xin lỗi cô mà còn cảm ơn cô nữa. À, chúng ta đi chùa để lạy Phật. Chẳng phải lạy Phật như vậy sao? Cô nương à, cho người ta đứng dậy đi. Nè, có phải ngươi thật lòng muốn xin lỗi hay không? Đỡ hắn lên. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Nè. Nè, nên biết điều một chút. Trời ơi, đứng dậy, đứng dậy đi. Nè, đứng dậy đi. Đứng dậy. Có giận tới người như ngươi cũng như không. Sau này ngươi còn dám tái phạm, ta đánh chết người đó. Đứng dậy đi, sau này không được làm bậy nữa. Thấy người ta xinh đẹp thì Huynh suy nghĩ bậy bạ, như vậy không được đâu. Phải đó. Thôi được, các vị khách quan, phòng đã chuẩn bị sẵn, mời các vị vô nghỉ ngơi. Các vị khách quan, mời các vị đi theo tôi. Mời các vị lên lầu. Mời lên lầu. Lên lầu đi. Bà chủ à. Tên lưng gù ngủ rồi. Nếu lưng của nó không bị gù, tôi cảm thấy giống heo lắm. Mày tiếp đi. Được. Không vấn đề gì, liều thuốc vừa đủ. Được, chỉ còn bước sau cùng thôi. Mm-hmm.
Bà chủ à, đồ đàn đã nhét vô rồi. Làm tốt lắm. Nhưng bọn quân gia đó còn ngồi ngoài đại sảnh uống rượu, có mấy người uống say rồi. Lát nữa chúng ta mà ra tay á, tôi nghĩ họ sẽ không đủ sức chống cự nổi đâu. Những cái bẫy đã đóng xong chưa? Xong rồi bà chủ. À, bà chủ à, tại sao chúng ta phải đóng bẫy lại vậy? Chúng ta xô bọn họ xuống bẫy chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao? Bọn họ đều là cao thủ. Nếu không hạ được họ, như vậy chúng ta chỉ còn lại bước cuối cùng thôi. Bước cuối cùng? Bà chủ, bà chủ ơi. Xong rồi bà chủ. Tôi vừa mang nước nóng cho cô gái đó. Tôi nói bà chủ tôi thấy vui, biết cho cô ấy thùng nước nóng để tắm rửa. Cô ấy nghe thấy mừng hết biết luôn. Bà chủ à, chúng ta biếu nước nóng cho cổ làm gì? Lãng phí quá. Ả không tắm làm sao biết được mình bị mất đồ. Ngốc. Tiệm này được đó nha, còn biếu nước nóng cho khách tắm rửa nữa, chu đáo quá. Đúng lúc ta bị chột bụng cả ngày, đến lúc phải tắm rửa. Sau đó có thêm một cái đùi gà quay, như vậy sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời. Cậu bỏ đâu rồi? Sao người lại ngồi trước cửa của ta vậy? Ta biết rồi, có phải người muốn đành ta tắm không? Ta trở về tính sổ với người. Chơi chơi chơi, uống hết luôn. Ủa đây, đây. Nè. Mọi người nghe tôi nói. Gì? Ngọc bội mà mẹ của ta cho ta mất rồi. Chắc quên mau tìm giùm ta đi. Ai tìm được sẽ được trọng thưởng. Rồi, tìm mau. Tìm mau. Ai tìm có thưởng nè. Mẹ ta nói đó là báo vật gia truyền. Truyền nữ không có truyền nam. Đến lượt ta là thế hệ thứ 12 rồi. Sao lại đánh mất được chứ? Bên kia kìa. Tìm kỹ coi. Đâu? Cô nương à, có chuyện gì vậy? Ta bị mất đồ, đang tìm kiếm. Mất đồ hả? Đúng vậy, bộ chuyện đó lạ lắm hả? Tôi có chuyện này à, không biết có nên nói không nữa. Quỳnh ra đây á, là vì có chuyện muốn nói với ta, thì nói đi. Chuyện là vậy, gần đây vùng này xuất hiện 4 tên trộm. Bọn họ chuyên lấy trộm đồ đạc đó. 4 tên trộm hả? Ừ. Có phải 4 người ăn mặc kỳ lạ mà hôm nay ta gặp không? Đúng. Họ ở đâu? Phòng số 1 chữ địa. Số 1 chữ địa hả? Mà. Quỳnh, đi theo tôi. Đây. Phòng này nè. Vào khám xét. Dạ. Làm gì vậy? Các người muốn gì? Mẹ chú thơ, con bỏ đi rồi. Mấy tên trộm to gan kia, kể cả đồ của bổn chú thơ cũng dám lấy trộm. Bắt cho ta. Đến rồi, bắt đầu rồi. Xông lên cho ta. Hey!
Quả nhiên là ngươi, giết hắn đi. Là cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy qua. Kim Định tỷ tỷ. Vậy là sao? Tự nhiên có thêm hai người. Kim Định tỷ tỷ. Kim Liên, xảy ra chuyện gì? Chuyện này quá phức tạp, mà không biết nên nói sao nữa. Lại là các người à? Hả? Quỳnh biết họ đó hả? Họ từng chọc ghẹo Kim Định tiểu thư đó. Chị sao? Bốn tên cẩu tặc kia không chỉ lấy trộm đồ của ta còn đòi cướp sắt nữa. Các người không biết tỷ ta là ai hả? Ăn hiếp tỷ ấy xem như là ăn hiếp Tiết đại tiểu thư này. Hôm nay ta không đánh các ngươi một trận, ta không thể hỏi Tiết nữa. Chị tình à, đồ như ngươi hả? Sao hả? Các người còn dám vô lễ hả? Đối phó họ mau. Rốt cuộc tìm đến rồi. Bà chủ à. Ê, Trình bà ba. Sao bà lại đi chung với cô ấy vậy? Lẽ ra ta đến tìm Kim Định. Rốt cuộc từ xa ta đã nhìn thấy Lê Quê. Cô ấy ngửi. Rồi sau đó cô ấy đến hơi. Ta nghĩ cô ấy đã đánh hơi được ca ca con rồi, đuổi theo đến đây. Cho nên ta bám theo lưng cô ấy, đuổi theo mãi đến đây. Phen này cô dắt cô hết lên chứ gì. Ca ca của tôi không có ở đây. Cô đừng có gạt tôi. Tôi đã đánh hơi được mùi của Tiết Đinh Sang. Quỳnh ấy đang ở trong khách điếm này. Các người cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Tại vì tất cả các ngõ ra vào của khách điếm đều có đậu binh của tôi canh gác. Không ai thoát khỏi đây được. Mau giao Tiết Đinh Sang cho tôi ngay. Nếu không thì... Nếu không thế nào? Cô muốn nhốt chúng tôi ở đây sao? Lê Quê cô nương, bây giờ cô đã là thiên kim của Phàm phủ rồi. Dù sao cô cũng phải nghĩ đến sĩ diện chứ. Giả lại Đinh Sang ca ca đã nói thẳng Quỳnh ấy không lấy cô. Cô còn đeo bám Quỳnh ấy không chịu buông. Chẳng lẽ cô không thấy mệt sao? Tôi cũng thấy mệt. Nhưng tôi không còn cách khác. Ai kêu Quỳnh ấy đã định là tướng công của tôi? Tôi chưa từng thấy người nào kỳ lạ như cô vậy. Chỉ vì một giấc mơ khó hiểu của cô, ca ca tôi nhất định phải lấy cô sao? Ca ca tôi là Bình Liêu Dương Thế Tử đó. Quỳnh ấy đường đường là Thế Tử, bị cô ép buộc phải bỏ trốn ẩn náu. Nhìn thấy cô như chuột thấy mèo vậy. Cô không thấy quá đáng sao? Tôi thừa nhận, trước kia chính vì giấc mơ đó mà tôi đeo bám Quỳnh ấy. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi phát hiện tôi đã thương Quỳnh ấy. Giả lại tôi đồng ý làm vợ của Quỳnh ấy. Thật ra tôi cũng hiểu, Đinh Sang cũng yêu thương tôi. Nè, tôi cho cô hay, nếu như Quỳnh ấy thương yêu cô, Quỳnh ấy sẽ không tránh mặt cô đâu. Có bấy nhiêu cô cũng không hiểu sao? Nếu như Quỳnh ấy không thương tôi, tại sao lại cứu tôi? Quỳnh ấy đã xá mạng cứu tôi, chứng tỏ trong lòng Quỳnh ấy có tôi. Chỉ có điều tới giờ Quỳnh ấy vẫn chưa hiểu. Tôi cho cô hay, Quỳnh ấy cứu cô là vì cô giúp chúng tôi công thành. Quỳnh ấy giúp cô là vì thương hại cô. Cho nên tôi xin cô đừng theo bám Quỳnh ấy nữa có được không? Hả?
Tại sao mọi người cứ cho rằng tôi đeo bám huynh ấy là lỗi của tôi vậy? Chẳng lẽ Tiết Đinh Sang không có lỗi hay sao? Xưa nay đều là chuyện đơn phương của cô. Lỗi của Đinh Sang ca ca ở đâu? Huynh ấy không giữ lời hứa là không đúng. Đừng nói. Con đều không có lỗi. Do tên điện tử đó có lỗi. Nó bỏ trốn không nói câu nào, làm hại chúng ta phải tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Nếu mà cho ta tìm được nó, ta nhất định chửi cho nó một chập, giúp mọi người trúng giận. Con nể mặt cha đi ha. Mau thu hồi số tiểu đầu đầu đó đi. Cha không cần nói nhiều làm gì. Hôm nay con phải tìm được Đinh Sang. Nhưng mọi người hãy yên tâm, bọn đậu binh đó không hiểu tính người, cũng không biết nói chuyện, càng không làm hại mọi người. Trừ khi có người muốn ra khỏi khách điếm này. Không được đi. Chuyện của cô không liên quan đến tôi, sao cô chặn được tôi làm gì? Tôi đã nói rồi, không ai được ra khỏi đây. Tiệm của tôi. Cô là ai? Dám gây hấn. Chỗ yên tĩnh không đón tiếp các người, ra khỏi đây. Câm miệng. Nhìn sơ qua cũng biết tiệm của cô là tiệm đen, làm gì mà yên tĩnh chứ. Cô nói gì? Tôi là sơn tặc, cô là thổ tặc. Nhìn phớt qua tôi đã biết nhà nghề. Khách điếm của cô từ trong ra ngoài, kể cả mấy tảng đá ngoài kia cũng hôi mùi máu. Cô muốn qua mặt trại chủ Thiên Lang trại của tôi hay sao? Này, bà chủ, yêu thuật của con yêu nữ này cao quá, chúng ta không nên chịu thiệt trước mắt. Bà chủ à, chúng ta người đấu không lại yêu đâu. Con à, tục ngữ có câu rất hay nghe, quân tử không đứng trước nguy cảnh. Nếu đây đó là tiệm đen, vậy Đinh Sang ta không ở đây đâu. Nghĩa phụ, nói chung là con biết Đinh Sang nhất định trú trong khách điếm này. Nếu bây giờ con đi tìm huynh ấy, mọi người nhất định sẽ chặn con lại. Hay là vậy đi, làm cho đơn giản hơn, mọi người giúp con đi tìm huynh ấy ra đây, kêu huynh ấy nhận lỗi, nói lời xin lỗi con. Nếu không, không ai được ra khỏi đây. Vậy các người có nghe rõ chưa? Rốt cuộc là Đinh Sang đi đâu? Mà kêu nó ra nói rõ mọi chuyện đi được chưa? Ê, sao má lại binh giật cô ấy vậy? Tao đâu có binh nó. Chẳng lẽ chúng ta đứng đây chờ hay sao? Má. Ê, Kim này tỷ tỷ, lão hồ đồ, đồ chết nhát. Ta thấy đói bụng quá. Bà chủ à, mang thức ăn lên. Được. Ê, Kim Đình tỷ tỷ, tối nay chúng ta có thể trò chuyện với nhau rồi. Tránh ra. Tỷ tỷ à. Trời ơi. Ủa. Nè, cậu thật sự làm bằng đầu sao? Đúng là chôn chân tại chỗ đó. Giỏi lắm. Nè, quên thay tôi xem chừng đậu bên nha. Đừng để cho hắn nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Ê, sao tôi cảm thấy bọn sát thủ đó cứ theo quên vậy? Có phải quên bọn họ không? Báo khai thật đi. Không quen thì thôi, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Con yêu nữ đòi ăn cơm đã đành rồi, còn đòi yêu cầu 8 món một canh. Hả? Con tưởng mình là đại gia không bằng nữa. Đại gia cái gì? Là sơn tặc thôi. Quân không nghe A nói sao? Trại chủ của Thiên Lang trại còn lớn hơn chỗ này của chúng ta đó. À, bà chủ à, người ta nói thần tiên cũng phải nể mặt thổ địa. Cho dù A có oai phong bao nhiêu cũng không thể qua mặt chúng ta được. A có biết luật giang hồ không vậy? Tại A không biết, Quân có thể dạy cho A biết mà. Tôi mà dạy được thì đâu có ở đây làm gì. Kim Định tỷ yên tâm đi. Đừng nói ả không tìm ca ca của muội, cho dù ả tìm được đi nữa, ca ca muội cũng không lấy ả đâu.
Nếu là lúc ở Tỏa Dương Thành, ta tin Đinh Sang ca ca sẽ không lấy cổ đâu. Nhưng bây giờ, Kim Liên, muội biết không, dạo này Hàng Giang Quang xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trời ơi, muội biết chứ. Chẳng phải vì Hỗn Thiên Kỳ Bàn đó sao? Ca ca muội nhất thời mềm lòng, lát thì đòi cưới cô ấy, lát thì đòi lấy cô ấy. Trình ba ba đã nói cho muội nghe hết rồi. Vậy muội có biết chuyện mà ta giúp Lê Quê bào chế thuốc phá thai, vì vậy mà Đinh Sang ca ca giận ta hay không? Kim Đình tỷ tỷ, tỷ tốt bụng giúp cô ấy, có lý nào ca ca muội lại giận tỷ? Muội không hiểu đâu. Thật ra Lê Quê nói rất đúng. Trong lòng Đinh Sang ca ca còn nghĩ đến cổ, nếu không đâu liều mạng cứu cổ cho cổ sống sót. Do đó trong thâm tâm huynh ấy xem việc làm của ta là một lỗi lầm. Tuy miệng huynh ấy không nói, nhưng huynh ấy đánh giá ta như vậy. Nếu không, huynh ấy không bỏ rơi ta một mình đi khỏi Hàng Giang Quan. Kim Định tỷ tỷ, vừa nghĩ thì bị họ chọc đến nỗi hồ đồ rồi. Tỷ nên nhớ rằng tỷ và ca ca muội mới là một đôi bạn từ thuở nhỏ, có lý nào huynh ấy không hiểu ý tốt của tỷ? Tỷ có lại gì ca ca muội đâu. Có đôi lúc huynh ấy làm việc không nghĩ đến hậu quả mà. Muội cho rằng lần này huynh ấy bỏ trốn á, là vì sợ bị Lê Quê bám theo, cho nên mới vội vã bỏ đi. Tẩu là thượng sách đó. Muội nghĩ quá đơn giản. Hồi nhỏ chơi thân với nhau, không hẳn sau này lớn lên cũng vậy. Thực ra lần này, sau khi Đinh Sang ca ca trở về, ta đã phát hiện tình cảm giữa ta và huynh ấy không bằng ngày xưa. Ta càng lúc càng không hiểu huynh ấy, nhất là chuyện của Lê Quê. Nếu ta không hiểu huynh ấy, thử hỏi làm sao huynh ấy hiểu ta được. Tỷ tỷ, muội cho rằng tỷ suy nghĩ quá phức tạp đó. Những đôi tình nhân chốn thiên hạ chỉ tìm cách gần gũi thôi, làm gì có ai xem người yêu của mình như cặp cái đâu. Ta không rõ. Lê Quê không phải cô gái tầm thường, ngoài sắc đẹp ra võ công cũng cao, kể cả kinh nghiệm cũng hơn người. Có đôi lúc ta cũng bị cổ cảm động, muốn một lòng một dạ giúp cổ. Đừng nói chi Đinh Sang ca ca nữa. Kim Liên muội biết không, hồi ở Hàng Giang Quan, chỉ cần họ đến với nhau thôi, ta liền thấy đau lòng. Đinh Sang ca ca càng lúc càng xem trọng cổ, chấp nhận việc cổ bị thương, việc cổ khổ, thậm chí còn việc cổ mà trách ta. Ta cảm thấy vô cùng hối hận, ta hận bản thân mình, tại sao ta phải giúp cổ. Vậy lại bây giờ Đinh Sang ca ca tỏ ra đề phòng ta, càng xa lánh ta. Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa, tỷ đừng nói nữa. Tỷ không có lỗi, chỉ trách cô Phàn Lê Quê đó. Chính ả đều bám ca ca ta, có lỗi cũng là lỗi của cổ. Ca ca muội không thương cô ấy đâu, đối với cô ấy cùng lắm là thương hại. Tỷ yên tâm đi, chỉ cần ca ca muội trở về kinh thành sẽ lập tức quên cô ấy. Có thật vậy không? Tất nhiên là thật rồi. Tỷ thử nghĩ xem, ca ca của muội đâu có bị khùng, có lý nào lại đi thương cái con cọp cái hung dữ như cô ấy chứ. Không đúng, cô ấy do sói nuôi lớn, cho nên cô ấy là con sói cái đó. Tỷ nghĩ thử xem, từ nhỏ ca ca của muội đã sùng bái cái gọi là tác phong Ngụy Tấn, hỏi ra thì quân ấy ngâm nga làm thơ trăng qua gió tuyết. Nếu kêu quân ấy lấy con sói cái đó, thà kêu quân ấy chết còn hơn, thậm chí cạo đầu đi làm hòa thượng cho rồi. Chị cười rồi sao? Do đó chuyện quan trọng trước mắt á là chúng ta phải nghĩ cách làm cho cô ấy tránh xa ca ca của muội. Tỷ tỷ à, muội cho tỷ hay nha, muội cảm thấy hình như ca ca muội đang ở đây á. Muội gặp quân ấy hả? Ừ, không có, chỉ là cảm giác thôi. Cái gì đây ca? Thật ra sống trong giang hồ, mọi người cũng chỉ vì chén cơm manh áo mà thôi. Tôi nói thật, tôi đã mất hết phép rồi. Cái gì đánh bại tôi cũng đâu có dễ dàng gì, có đúng không? Mất mặt lắm. Hay là vậy đi, trời hôm nay nắng nóng lắm, chúng ta về nhà ngủ trưa, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Tôi đề nghị đúng phải không? À, vậy à, cứ quyết định vậy đi. Về nhà à, về nhà đi, về nhà đi à, về đi, về đi à, về đi. Thôi được, sức chịu đựng của con người có hạn thôi. Các người đừng chọc giận tôi nữa. Các người có tin là tôi mang các người đi xây ra giống như là sữa đậu nành vậy, sau đó uống vô trong bụng ha, rồi thải ra ngoài không hả?
phép thuật của con yêu nữ đó cao thiệt. Không cần phải ra tay đã đủ khống chế đối phương. Lão đại, ả có phép thuật, cô cũng có, đừng có sợ ả. Thực ra ai là Tiết Đinh Sang vậy? Ngoại trừ những người có mặt tại đại sảnh, chúng ta nghĩ xem còn người nào chưa đến nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.